Hang rắn Naka hiện trở thành một địa điểm linh thiêng và hấp dẫn khách du lịch cũng như tín đồ tâm linh từ khắp nơi đổ về để khám phá và chiêm bái. Theo truyền thuyết của địa phương, Naga là loài rắn khổng lồ, có sức mạnh siêu nhiên, là biểu tượng của nước và sự sinh sôi. Người dân Thái Lan tin rằng rắn thần Naga bảo vệ sông Mekong và là linh vật thiêng liêng gắn liền với các nền văn minh lúa nước Đông Nam Á. Truyền thuyết cho rằng hang Naka là nơi trú ngụ của một con Naga khổng lồ đã sống hàng ngàn năm, bảo vệ vùng đất và người dân Benkan khỏi những hiểm họa tự nhiên. Người dân địa phương cho rằng những tảng đá kỳ dị có hình dạng giống như rắn thần cuộn mình xuất hiện trong và ngoài hang chính là dấu hiệu mà Naga để lại, những phiến đá lớn, nhẵn nhụi với hoa văn xoắn ốc trên bề mặt giống như vảy rắn khổng lồ đã làm nảy sinh nhiều lời đồn đoán về sự tồn tại của loài sinh vật huyền thoại này. Du khách đến đây không khỏi ngạc nhiên và thán phục trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên và bí ẩn chưa có lời giải. Hang rắn Naka nằm tại huyện Bơn Canong, một vùng đất nằm gần sông Mekong, có địa hình đồi núi phức tạp và rừng rậm nhiệt đới. Hang động được hình thành tự nhiên với chiều dài khá rộng, trải qua hàng triệu năm biến đổi địa chất, những tảng đá trong hang mang hình thù đặc biệt. Nhiều người tin rằng điều này đã góp phần thổi bùng lên những truyền thuyết về Naga. Đặc biệt, cấu trúc hang Naka với các khối hoa văn như vảy rắn, thân rắn cuộn mình dọc theo vách đá khiến cho nhiều người liên tưởng đến việc hang này từng là nơi sinh sống của những con rắn thần thánh. Sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, địa hình hiểm trở và những truyền thuyết linh thiêng đã khiến rắn Naka trở thành một trong những địa điểm du lịch, tâm linh bí ẩn hấp dẫn nhất của Thái Lan. Hang rắn Naka tại tỉnh Berkan không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là biểu tượng đức tin và tâm linh đối với người dân ở Thái Lan. Truyền thuyết về rắn Naga khổng lồ vẫn mãi là bí ẩn, khiến cho nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai đam mê khám phá thế giới tâm linh và muốn tìm hiểu về văn hóa truyền thống Đông Nam Á. Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, liên quan tới việc tiêm vaccine phòng sởi cho trẻ nhỏ, theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 13 trên 20 tỉnh thành khu vực phía Nam tổ chức tiêm vaccine sởi. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 7 địa phương còn lại nhanh chóng tiêm chủng để phòng bệnh. Trong quá trình tiêm chủng cần tuân thủ an toàn tiêm chủng, phân công cụ thể đáp ứng phản ứng sau tiêm chủng, bố trí điểm tiêm chủng vaccine tiêm chủng mở rộng tại các bệnh viện. Theo báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 13 trên 20 tỉnh thành khu vực phía Nam tổ chức tiêm vaccine sởi cho các đối tượng trẻ từ 9 tháng đến 10 tuổi và nhân viên y tế có nguy cơ cao, có 7 địa phương chưa tổ chức tiêm. Đến ngày 20 tháng 10, chiến dịch tiêm được hơn 433.000 mũi vaccine, đạt tỷ lệ 51,7%. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cũng nêu một số nội dung đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện việc rà soát, điều tra lại đối tượng không được để sót. Bởi hiện nay, tại một số địa phương, việc lập danh sách còn tổng hợp từ nhà trường, tổng hợp từ hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, chưa có rà soát tại cộng đồng. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 7 địa phương còn lại nhanh chóng tiêm chủng để phòng bệnh. Đối với công tác rà soát đối tượng, các địa phương cần tham mưu chính quyền ban ngành trong việc quản lý đối tượng. Đối chiếu rà soát bằng nhiều nguồn dữ liệu từ sổ quản lý tại trạm y tế, từ hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, danh sách trường học. Cập nhật tiền sử tiêm chủng, danh sách tiêm chủng ngay trước ngày tiêm và trong ngày tiêm. Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Phú Thọ đang điều trị cho 3 bé bị viêm mảng não, trong đó có một bé sơ sinh, chỉ mới 46 ngày tuổi. Bác sĩ Trần Thị Cường, Phó trưởng Khoa Nhi cho biết, mùa viêm mảng não đang diễn biến rất nhanh. Hiện tại, Khoa Nhi Bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị cho một số trẻ nhập viện do viêm mảng não trong tình trạng nặng. Đa phần các bé nhập viện trong giai đoạn muộn do biểu hiện bệnh, khiến gia đình dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm mũi, viêm họng thông thường. Các bé đều có biểu hiện như là sốt, ho, đau đầu, nôn. Riêng với trẻ sơ sinh có biểu hiện bỏ bú, ăn kém và ly bì. Hiện tại, tình trạng sức khỏe các bé đang dần ổn định và tiếp tục được điều trị theo đúng phác đồ. Các bác sĩ khuyến cáo viêm mảng não là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến những hậu quả nặng nề cho trẻ. Bệnh gây tử vong nhanh nếu không điều trị kịp thời. Biểu hiện của viêm mảng não thường là sốt cao, đột ngột, uống thuốc hạ sốt không giảm, buồn nôn, nôn, tăng kích thích, cứng cổ, co giật, thóp phồng, hôn mê, ly bì, lơ mơ. Khi bé có các biểu hiện này, phụ huynh cần đưa bé đến bệnh viện khám ngay để được điều trị.
phụ huynh cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine giúp con có thể phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. Theo Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia thuộc Bộ Y tế, đến nay 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện HIS. Tuy nhiên, mỗi bệnh viện sử dụng phần mềm khác nhau, và điều này khiến cho các bệnh viện gặp nhiều khó khăn trong chuyển đổi số. Theo ông Nguyễn Bá Hùng, trưởng phòng dịch vụ chuyển đổi số, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, với HIS mã nguồn mở, các bệnh viện sẽ giảm tối đa chi phí đầu tư cho công nghệ thông tin. Theo đó, nếu một bệnh viện tuyến huyện phải đầu tư chi phí khoảng 300 triệu đồng cho việc mua bản quyền vận hành, phần mềm này khi sử dụng mã nguồn mở sẽ tiết kiệm được 50-60% chi phí. Được biết, hệ thống thông tin bệnh viện dựa trên mã nguồn mở đang được coi là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy việc chuyển đổi số của các cơ sở khám chữa bệnh theo chủ trương của Bộ Y tế. Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia Bộ Y tế cho biết, đây là phần mềm không thể thiếu của mỗi bệnh viện để xử lý các thông tin quản lý bệnh viện, bệnh nhân, hồ sơ bệnh án. Hiện nay, 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống này. Tuy nhiên, chỉ mới có 97 bệnh viện được công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Mỗi nơi, mỗi bệnh viện lại sử dụng phần mềm khác nhau, dẫn đến không đồng bộ. Nhiều địa phương không nắm được quy trình công nghệ thông tin, chậm hoàn thành mục tiêu hoàn thiện bệnh án điện tử. Bên cạnh đó là nguy cơ bảo mật thông tin, rò rỉ thông tin bệnh nhân. Thưa quý vị, cảm xúc của con người luôn luôn là điều phức tạp. Nhiều trường hợp bệnh lý xuất hiện do sự buồn vui quá mức đã để chúng ta đi về hai thái cực khác nhau của cảm xúc, đó là trầm cảm và hưng cảm, khoa học còn gọi là rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực đôi khi được gọi là rối loạn hưng trầm cảm, liên quan tới việc thay đổi tâm trạng đột ngột từ vui vẻ hứng thú cho tới buồn bã tuyệt vọng và thậm chí là có ý định tự sát. Đây là một dạng rối loạn cảm xúc mãn tính có ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của bệnh nhân. Và do đó, bệnh nhân cần được phát hiện điều trị sớm để tránh những hậu quả không tốt đến đời sống của mình và những người xung quanh. Tìm hiểu về căn bệnh, rối loạn lưỡng cực cũng là thông tin cuối cùng của Y tế trong ngày hôm nay. Bệnh nhân 41 tuổi này đến khám tại phòng rối loạn cảm xúc, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, với chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực. Trước đó, bệnh nhân ở giai đoạn hưng cảm, lần này nhập viện là giai đoạn trầm cảm, khi mất hết hứng thú về cuộc sống, bi quan, tuyệt vọng, thậm chí muốn kết thúc cuộc sống. Hai cái giai đoạn này. Một là giai đoạn hưng cảm, bệnh nhân rất là vui vẻ, trong người rất là nhiều năng lượng này, làm mọi việc thì không biết mệt mỏi này, bệnh nhân có thể là tăng giao tiếp một cách là quá mức với những người xung quanh này, nói chuyện hết chủ đề này sang chủ đề kia. Đấy. Ngoài ra bệnh nhân có thể còn tăng cái nhu cầu về ham muốn tình dục nữa, khi là ngày đến 1-2 lần đòi vợ để quan hệ tình dục. Đấy. Thì những cái triệu chứng này thì cũng ảnh hưởng nhiều đến người bệnh. Đó là vì người ta là cười nói nhiều một cách quá mức đấy, dẫn đến ảnh hưởng đến cái mối quan hệ với người xung quanh. Và cái công việc của bệnh nhân thì có lần sếp thì còn dọa đuổi việc nữa. Nhưng lần này thì bệnh nhân đến với mình là cái giai đoạn bệnh nhân giai đoạn trầm cảm. Người bệnh rất là thấy buồn chán này, bi quan, tuyệt vọng này. Theo các bác sĩ, số ca tới điều trị rối loạn cảm xúc lưỡng cực tới Viện Sức khỏe Tâm thần ngày càng gia tăng. Trong năm qua, có tới 7% số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú có tình trạng mắc rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Những năm trước đây, người bệnh chưa có nhận thức rõ về bệnh này, nên ít bệnh nhân đến khám. Những năm gần đây, số bệnh nhân tới khám đã tăng hơn. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực, nó để lại hậu quả xấu cho bệnh nhân và gia đình và các mối quan hệ xã hội của họ, nên người bệnh cần được điều trị. Rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì có cái giai đoạn trầm cảm thì cũng rất là nguy hiểm để không điều trị. Đấy, như mình vừa chia sẻ thì có bệnh nhân có thể có những cái giai đoạn mà trầm cảm tuyệt vọng mà muốn tìm đến cái chết hay là tự tử, thì đấy là một triệu chứng rất nặng, đấy nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người. Có những cái giai đoạn mà hưng cảm thì người bệnh có thể có triệu chứng như là chi tiêu tiêu xài quá mức, có nhiều cái mà chi tiêu vượt quá cái khả năng kiếm được tiền ở cái nguồn dự trữ của trong một gia đình, dẫn đến là nhiều nhà có thể dẫn tình trạng phá sản, hoặc thậm chí là có nhiều người là ảnh hưởng đến mối quan hệ và dẫn đến là tình trạng ly hôn, và thậm chí nữa là có những người kể cả phụ nữ và nam giới có thể là quan hệ tình dục cái bừa bãi. Có những người chúng tôi đã gặp là có tình trạng là mang thai ngoài ý muốn, khi mà trong giai đoạn mà hưng cảm người ta là vui vẻ quá mức sẵn sàng quan hệ tình dục với những người mà thậm chí là không cần biết nhiều. Nếu mà bệnh nhân được chẩn đoán rõ là rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì trung bình có khoảng 4 giai đoạn rối loạn khí sắc nặng trong khoảng 10 năm đầu.
Và cái nếu mà không được điều trị thì một bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực phải trải qua khoảng hơn 10 giai đoạn trong suốt cuộc đời. Và người ta nghiên cứu rằng thì biểu hiện trong một bệnh nhân rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì biểu hiện trầm cảm, các loại trầm cảm thì nhiều hơn là hưng cảm. Và có thể có những cái hưng cảm lặp lại. Và cái biểu hiện thì hưng cảm thì thường biểu hiện thành những cái giai đoạn mà khởi phát rất là nhanh, đột ngột. Và có thể diễn biến là bệnh nhân có thể có những hành vi quá khích, hoặc là giống như bác sĩ Khiêm nói đấy, có thể có những kích động nếu mà những cái hành vi của người ta mà bị người khác mà ngăn cản. Khi điều trị tích cực, các triệu chứng rối loạn lưỡng cực sẽ giảm và cảm xúc của người bệnh được kiểm soát tốt hơn. Việc điều trị có thể kéo dài suốt đời nhưng là cần thiết để bệnh nhân có cuộc sống bình thường, hòa nhập. Vì bệnh loạn cảm xúc cực thì thường là có những giai đoạn tái phát đằng sau đó. Chính vì vậy người ta cần phải uống thuốc điều trị theo phác đồ của bác sĩ để từ đó giúp là kiểm soát cái giai đoạn hức cảm và trầm cảm của người bệnh trong lần này. Đồng thời thì những cái người thân trong gia đình ấy cũng nên biết về bệnh, thứ nhất là để thông cảm với họ, để hiểu là họ đang có cái vấn đề rối loạn như này, đây là do bệnh lý của họ chứ không phải là do những cái là tính cách cách để ăn chơi chắc táng của người bệnh, hoặc là những cái giai đoạn trầm cảm thì người nhà có thể coi là ông này hoặc bà này là những cái người mà không quan tâm đến mọi người, người ích kỷ. Thực ra điều đó là không phải. Đấy, chính vì vậy nên là người nhà cần nên biết rõ về bệnh, đồng thời khuyên bệnh nhân đi khám và điều trị được kịp thời. Hành vi của bệnh nhân ở hai trạng thái cảm xúc cũng sẽ khác nhau. Khi thấy người thân có các dấu hiệu vui vẻ quá mức, giảm nhu cầu ngủ, nói nhiều, nói nhanh, phân tán chú ý, tăng hoạt động ưa thích, tự cao, thì có thể nghĩ đến bệnh nhân đang ở trong giai đoạn hưng cảm. Ngược lại, nếu thấy người bệnh buồn bã, chán nản, suy nghĩ nhiều đến cái chết và tự tử thì bệnh nhân ở giai đoạn trầm cảm. Ngoài các biện pháp trị liệu chuyên nghiệp, sự thấu hiểu và thông cảm từ những người xung quanh đóng vai trò quan trọng, giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi.